Xin chào các bạn, mình mới đặt mua trên Shopee một cái mạch nó khá nhỏ gọn này các bạn này. Thì đây là một cái mạch mà nó có thể phát sóng FM các bạn nhé. Thì cái mạch này cũng khá hữu dụng cho các anh em nào mà tìm hiểu về sóng phát thanh, hoặc là cũng có những cái ứng dụng trong thực tế. Ví dụ như là chúng ta có thể là phát một cái chương trình nào đó cho một cái phòng hoặc là một cái diện tích nhỏ thôi, để cho các cái thiết bị khác nó thu mà không cần phải đi dây dợ lằng nhằng. Thì đây các bạn nhìn thấy này, cái mạch này thì nó gồm có một cái màn hình LCD hiển thị, nó cũng rất trực quan này, và có 5 cái phím bấm. Cái phím bấm này chức năng như nào thì chút nữa mình sẽ chia sẻ với bạn. Thì đằng sau của nó thì các bạn nhìn thấy ở đây, linh kiện nó đều là linh kiện dán hết. Ngày trước mà dùng cái đài FM hoặc là phát sóng FM ấy, linh kiện nó rất chi là nhiều các thứ linh tinh, nhưng bây giờ nó dùng linh kiện dán nó rất nhỏ gọn luôn. Thì đây là một cái micro này, và đây là cái jack cắm tín hiệu đầu vào. Ở đây thì nó là một cái cổng micro USB để chúng ta cấp nguồn vào cho cái mạch này thôi. Trong này nó sẽ có một cái con này nó là cái con vi xử lý chính này. Thì con này nó là hiển thị hình ảnh, hiển thị các cái thông số lên màn hình này, và cài đặt các thứ là nó nằm trong này. Thì sau đó là nó sẽ có một cái con ROM. Ở đây các bạn nhìn thấy ở đây nó có một con ROM để nó nhớ lưu cài đặt các cái tần số các cái chương trình ấy. Và sau khi mà nó xử lý các cái tín hiệu âm thanh đầu vào thì nó sẽ đưa ra cái con điều chế đây các bạn nhé. Đây là cơ quan điều chế FM này. Con điều chế FM này thì nó sẽ tạo dao động thông qua một cái con thạch anh này, nên là cái tần số của nó sẽ chuẩn hơn so với cái việc mà mình dùng các cái cuộn cả máy tụ điện để mình tạo tần số. Sau khi mà qua cái con điều chế FM này rồi thì bắt đầu nó sẽ qua một cái con công suất là cái con này, và nó sẽ phát ra anten. Thì để cấp nguồn thì mình sẽ dùng một cái dây cái cục pin sạc điện thoại này, mình cấp nó vào. Đấy, các bạn thấy không? Cấp một phát là nó lên luôn. Và nó có đèn LED luôn, nên là khi mà các bạn sử dụng ở trong bóng tối khá ok. Ở đây nó sẽ có hai cái phím này. Phím này là phím điều chỉnh âm lượng này. To nhất thì nó là 30 này, và nhỏ này. Còn hai cái phím bên cạnh nó là cái phím điều chỉnh tần số, có nghĩa là cái tần số phát ấy. Ở đây hiện tại nó đang là 93 MHz. Cái dải tần FM của Việt Nam thì nó dao động từ 97 MHz đến 108 MHz. Thì chúng ta có thể phát ở cái kênh nào cũng được, tùy. Và các bạn lưu ý khi mà chúng ta phát thanh ấy, thì chúng ta nên tránh những các cái kênh mà của nhà nước đã lấy phát rồi. Ví dụ như kênh 91 là đài Hà Nội, hoặc là 90 chẳng hạn là các cái kênh đã phát rồi, thì mình tránh các kênh đấy ra. Rồi cái này là pause, có nghĩa là tạm dừng. Còn khi mà các bạn không phát nữa thì các bạn tạm dừng cái này, thì nó sẽ không phát ra âm thanh nữa, nhưng mà nó vẫn phát sóng, nó không chỉ không phát ra âm thanh cái tín hiệu đầu vào nữa. Thì để test thử cái mạch này thì mình sẽ dùng một cái radio. Radio này bây giờ mình sẽ bật lên. Và mình sẽ để ở cái FM nha các bạn nha. Đây hiện tại FM này là nó đang thu sóng này, 91 MHz này. Bây giờ mình sẽ đặt ở cái tần số là 93 đi. 93. Đấy. Tần số 93 MHz các bạn nhá. Và tần số này là chưa có cái trạm nào nó phát nên là đang sôi này. Rồi, bây giờ mình sẽ cài đặt cái tần số phát của cái bộ phát này lên 93 MHz để nó trùng với cái tần cái đài thu này. Thì là nó sẽ hết sôi luôn nhá. Đó, các bạn thấy không? Hết sôi luôn. Nó trùng với tần số thu thì là nó sẽ sôi. Tức là mình đang phát ở cái tần số là 93. Ở đây là mình chưa gắn anten nhé. Chưa gắn anten nhưng mà cái khoảng cách gần này nó bắt khá ok này. Bây giờ đang là power này. Thì các bạn nhìn thấy cái biểu tượng ở trên màn hình nó có cái loa nó nháy nháy ấy, thì là nó sẽ không phát âm thanh. Nhưng mà mình sẽ nhấn này. Đó. Thì bây giờ chúng ta có thể nói qua cái mic này nhé. Ok, mình đã gắn thêm cái anten này các bạn này. Mình lấy cái dâu anten TV cũ thì mình gắn nó vào. Rút nó dài ra xong mình sẽ để nó vào đây, để xem cái khả năng phát sóng của nó xem nó như thế nào các bạn nhé. Rồi, mình sẽ để tạm như này đã. Rồi, bây giờ mình sẽ bật lên này. Đấy, các bạn thấy là khi mà để gần nó hú này. Đấy, mình giảm âm lượng đi. Đó. Đây là đang thu từ cái mic này. Đấy, các bạn thấy không? Đây là nó đang thu từ mic này. Còn nếu như mà các bạn mà muốn dừng lại thì các bạn ấn pause là nó sẽ ngắt không thu từ mic nữa.
Đấy thì cái sử dụng nó như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tần số khác đi. Ví dụ như tần số là 96 MHz đi. Thì các bạn nhìn thấy 96 MHz thì cái đài của chúng ta nó sẽ bị sôi. Và chúng ta cần phải dò lại ở cái tần số 96 MHz thì là ok các bạn nhé. Đây mình sẽ đặt lại ở cái tần số 96 MHz. Đấy là ok luôn. Đây đang thu ở tần số 96 này. Bây giờ mình sẽ phát này. Khá ok luôn đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái thiết bị phát nhạc. Đây là một cái thiết bị phát nhạc. Mình sẽ phát cắm vào đây để mình sẽ phát này. Thì khi mà các bạn cắm cái mic cái cổng 3.5 này vào cái lỗ 3.5 này thì lập tức nó sẽ tự động nó ngắt cái mic nhá. Nó sẽ không thu từ mic nữa mà nó sẽ nhận tín hiệu từ cái cổng 3.5 này. Đó, thấy các bạn thấy không? Bây giờ nó đã nhận cái tín hiệu từ cổng 3.5 này. Bây giờ mình đang phát là cái tần số 96 MHz. Bây giờ mình sẽ phát này, bật lên này. Đấy, đang bật rồi đấy. Ngon lành cành đào không? Đây là tăng âm lượng này. Đấy, các bạn mà phát muốn to tiếng thì các bạn tăng nó hết cỡ lên. Còn đây là nhỏ này. Bây giờ mình sẽ test xem là cái khả năng mà khi mà nó đứng gần như này nó có phá sóng được cái đài khác không các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt cái đài 91 này. Nó sẽ rất dễ gây chập nổ cái Đây là cái cái trong cái khu đài mà sẽ ảnh của hưởng cái đến cả VOV giao khu thông. vực trong nhà nữa, Đài 91 là đài VOV giao thông đang phát các bạn nha. rất là nguy hiểm. Cái nguy cơ thứ hai nó ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của cái thiết bị. Rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh về cái tần số 91 xem là nó có phá sóng của cái đài VOV giao thông. Bởi vì thông thường ấy, khi mà các cái sóng nó gần nhau thì là nó sẽ phá sóng nhau được. Ok. Đấy các bạn thấy không? Nó phá phá mất sóng của cái đài VOV giao thông rồi. Bây giờ nó đang 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 phát 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 của cái này nhá, phát phát của cái MP3 của mình. Đây là mình đang bắt là tần số 91 này. Bây giờ tạm dừng này. Đấy. Như vậy là sóng của nó phát ra cũng tương đối đấy. Mình để gần như này là nó phá được 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 sóng của cái VOV giao thông. Còn bây giờ mình chuyển sang tần số khác thì lại bắt được VOV giao thông nhá. Đấy, đây là tín hiệu của Đồng VOV giao thông này, này. cái sợi dây Đây bây giờ mình sẽ phát ở trên tần số là 94 MHz các bạn nhá. Đài cũng bắt ở cái tần số 94 MHz. Bây giờ mình bật nhạc lên này. Rồi, ok. Nhạc đang chạy rồi. Bây giờ mình sẽ đi xem nào. Mình ra cái phòng ngoài này nó phải hơn chục mét rồi, 10 11 12 mét rồi. Ồ mà bắt vẫn ok các bạn ạ. Đấy. Tiếng vẫn trong lắm. Đây là mình chưa cả rút anten đâu các bạn nhé. Mà đến vào đây là nó phòng ở trong này là cũng đang có các cái vật cản tường. Bây giờ mình sẽ ra mình đóng cửa vào xem nào. Đóng cửa vào cho nó kín xem nào, nó cản xem nó có ok không. Vẫn bắt được ok các bạn nhé. Đấy. Chứng tỏ là phát khỏe phết đấy nhỉ. Một cái mạch bé bé xíu xíu như vậy thôi mà nó phát khá khỏe phết đấy. Nên là các bạn có thể là sử dụng ứng dụng chúng ta làm một cái trạm phát sóng ở trong nhà của mình là cũng thấy ok hay hay đấy. Anh em nào mà đam mê điện tử mà nhất là đam mê tín hiệu sóng không dây ấy, thì dùng cái mạch này nghiên cứu chế cháo hay phết đấy. Các bạn thấy ở đây nó có một cái con công suất là một cái con chan công suất này, nó nhỏ thôi nhưng mà nó phát sóng là trong cái bán kính như vừa rồi mình test là bán kính khoảng 10 mét là ok. Nếu như mà không có vật cản thì mình nghĩ nó có thể lên được tới 20 mét đấy. Và nếu như các bạn mà muốn phát xa hơn thì chúng ta có thể chế cháo ra một cái mạch gọi là cái mạch công suất
đầu ra, trong đó chúng ta lấy cái tín hiệu từ anten này, chúng ta thông qua cái mạch công suất thì chắc chắn khả năng phát nó sẽ lên đến hàng km là ok. Để hôm nào mình sẽ chế ra một cái mạch công suất đấy và mình sẽ test thử cho các bạn nhé. Ok, rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái mạch phát FM cũng khá hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.